Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, con thành kính thánh lễ. Dạ, con kính cảm ơn nha, chúng ta minh hạnh. Tha con thành kính thánh lễ, chúng ta minh hạnh. Con thành kính thánh lễ siêu nguyên không cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ 5, 7 tây tháng 5 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử là muốn thọ bác xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch sinh giới. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka sammayang phante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang fante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yachama tatiyambi mayang fante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Lưỡng Chánh Biên Tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Đu ti yam bi bụt đà hăng sa la nam gạch cha ham mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật. Duttiyam bi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyam bi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Duttiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyam bi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vejamani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Vejamani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adina dana vejamani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya vejamani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya Vejamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musavada Vejamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada Vejamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramerayamachappamadathana Vejamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana Vejamani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikara phusana Vejamani Sikapadang Samadhiyami,
đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapo chana ve chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita vanita visu kadasana mala gantavide bata tharana mandana vipu sanatana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nachagita wa ditawisu kadasana mala gan tawile panatha janaman danawifu sanatana we jamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukcha sijana maha sijana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ukcha sayana maha sayana ve chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang athang gassammana gatang puthappanyatang uposathang itmancharatin itmancadivasang samadeva abhichakkhitu. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasi balasena iman charatan iman jadivasang satukang katawa apamadena sammarakipang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì đoạn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si le na su ga tan yan ti, si le na pho ga sam ba da, si le na ni po tan yan ti tas ma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung.
Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Phật tử sắp băng mang gà lăng ra khăn tử sắp bê đê quá ta sắp băng bụt đà nữ phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tử tê. Phật tử sắp băng mang gà lăng ra khăn tử sắp bê đê quá ta sắp băng hàm mà nữ phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tử tê. Phật tử sắp băng mang gà lăng ra khăn tử sắp bê đê quá ta sắp băng sông khá nữ phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tử tê. Tất cả anh phu hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu cùng chư Tôn Đức. Sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Hoài Ngọc. Nam mô Buddhaya. Dạ, hôm nay là ngày lễ đặc biệt mà đại lễ khánh đản ngày tam hợp Phật lịch 2564 sẽ được chư tôn đức điều hộ và con hành lĩnh đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức và con xin sám hối và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm vi bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Hoài Ngọc đã thay mặt đạo tràng thọ trì bát quan trai giới. Nam mô Buddhaya, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020 Phật lịch 2564 là ngày đặc biệt, là ngày đại lễ khánh đản Vesak. Bà con cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi điều hợp chương trình. Dạ, con không biết con phải làm gì. Dạ, con cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng à. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Kính thưa Thượng Tọa Tế Siêu, đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, năm nay cũng giống như hàng năm đến ngày rằm tháng tư chúng ta đều có đại lễ Vesak, lễ khánh đản để trang nghiêm đánh dấu ngày ra đời của Đức Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Nhưng mà năm nay thì chúng ta lại có một không khí tương đối khác với mỗi năm. Thưa quý vị, có lẽ trong suốt cuộc đời của tất cả chúng ta chưa bao giờ có một mùa khánh đản mà khi để nghĩ đến chuyện đi chùa hay là tham dự các buổi lễ mà chúng ta phải đắn đo nhiều, bởi vì hiện nay đại dịch corona đang hoành hành khắp nơi. Hình ảnh của chư tăng và Phật tử gặp nhau mang khẩu trang hay là giữ khoảng cách đã là một điều nó hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Thêm vào đó thì chúng ta làm sao để tổ chức một buổi lễ mà vừa có đầy đủ ý nghĩa, đồng thời giữ được giãn cách xã hội và gìn giữ được sự an toàn của mọi người. Cũng trong cái nhìn về nỗi khổ đau của nhân loại, không phải chỉ là bệnh tật mà còn là sự mất mát những người thân, cũng như là những xáo trộn lớn về đời sống kinh tế, xã hội, không biết bao nhiêu những cái hệ lụy mà con người phải đối diện trong mùa bệnh dịch này. Chúng ta sẽ trở về lại với hình ảnh của Đức Phật. Hình ảnh của Đức Phật trong lòng mỗi chúng ta. Hình ảnh của Đức Phật là một nhân vật lịch sử. Hình ảnh của Đức Phật là một bậc đạo sư. Hình ảnh của Đức Phật là một đấng tư phụ. Ở mỗi một hình ảnh đó, chúng ta tìm thấy những ý nghĩa khác nhau. Và trong ý nghĩa đó, chúng ta cùng nhau để long trọng cử hành ngày đản sinh thành đạo Niết Bàn của Ngài. Thưa quý vị, chương trình đại lễ hôm năm nay sẽ bắt đầu với ý nghĩa Đức Phật ở trong lòng người con Phật. Sở dĩ chúng tôi nói đến điều này bởi vì chúng tôi nghĩ rằng hơn bao giờ hết, chúng ta nên đặt câu hỏi là trong một cái mùa đại dịch mà chúng ta không thể đến chùa, không thể tham dự những đại lễ đông đảo trước những lễ đài trang nghiêm như hàng năm. Bây giờ ở tại tư gia, tại những chỗ riêng của chúng ta, mọi người cùng nhau để tưởng nhớ Đức Phật, một Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Thì Đức Phật ở trong lòng người con Phật được hiểu thế nào, được cảm nhận thế nào, được nhận thức thế nào, thì đó là điều mà chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu để Thượng Tọa có đạo từ đầu tiên là Đức Phật ở trong lòng người con Phật. Và sau đạo từ của Thượng Tọa Thời Siêu, chúng ta sẽ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính và Chư Tăng Chùa Vũ Đức để tụng kinh khánh đản và đánh dấu sự ra đời đản sanh thành đạo viên tịch Niết Bàn của Đức Phật. Và sau đó thì quý vị chúng ta sẽ đi vào những phương diện khác, thí dụ những khía cạnh khác như là Đức Phật của lịch sử, hay là Đức Phật là bậc đạo sư, Đức Phật là đấng cha lành. Bây giờ thì trước nhất xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thời Siêu ban đạo từ trong mùa khánh đản năm nay với chủ đề là Đức Phật ở trong lòng người con Phật. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính chào Chư Tôn Đức, kính chào quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay là ngày rằm thứ tư trăng tròn tháng Nguyên Sắc. Là ngày
thì tam hợp mừng Bồ Tát đản sanh, mừng Bồ Tát thành đạo và kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Ở trong truyền thống Phật giáo Theravada, kinh điển Pali đã ghi chép rất rõ ràng một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Sakyamuni, Đức Vua Gotama, thì ngài đản sanh cũng vào ngày trăng tròn tháng Vaisakha, Vaisakhi Punami. Ngày thành đạo cũng là ngày trăng tròn tháng tư, và ngày Đức Thế Tôn viên tịch cũng là ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Chỉ khác nhau là ở năm. Kính thưa quý vị, năm nay trên toàn cầu thế giới không có tổ chức lễ Phật đản tập hợp đông đảo những người con Phật trên khắp năm châu bốn bể vì lý do nạn đại dịch Corona đã hoành hành nhân loại. Nhưng không phải vì thế mà người con Phật lại quên đi hình ảnh của Đức Thế Tôn. Tự mỗi người Phật tử trong lòng vào ngày này chúng ta tưởng nhớ đến vị đạo sư của mình. Nói đến cái đề tài Đức Phật ở trong tâm của người con Phật, trong lời nói đầu tiên của ngày lễ, ngày sinh hoạt đặc biệt ở trong rừng, chúng tôi muốn trình bày một vài ý nghĩa. Ở đây thưa quý vị, mỗi một người có mang một cái tâm trạng khác nhau, do đó Đức Phật trong lòng của mỗi người Phật tử chúng ta cũng có khác, cũng có khác nhau. Con người thì họ tín ngưỡng Đức Phật để mong nhờ cái quy lực của Đức Phật gia hộ cho họ bình yên.
được sự hạnh phúc an lạc trong cuộc sống. Con người thì họ nghĩ đến Đức Phật, là một người đã từ bỏ những lợi lộc, những vật chất thế gian để đi tìm cái chí thượng, thoát khỏi an ổn, thoát khỏi các khổ ách, an ổn các khổ ách là niết bàn. Rồi họ thấy cái sự từ bỏ vĩ đại đó, trong lòng của họ mang cái niềm kính phục Đức Phật. Có người thì họ cảm nhận cái cuộc sống của họ gặp nhiều cái sự khổ đau, bất trắc, nhưng mà nhờ họ tin tưởng đến Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, từ hành động cho đến lời nói cho đến tư tưởng, họ theo lời dạy của Đức Phật, cho nên họ tự cảm thấy có sự an tâm, có sự bình yên, nên đối với họ, trong lòng họ thì Đức Phật như là một cái vị cứu tinh, là một cái chỗ dựa tinh thần. Có người họ tự cảm thấy đời sống này bị bao trùm trong bóng tối cái sự khổ đau dai dẳng, như bị già, bị bệnh, bị chết. Họ suy xét thấy rằng chính Đức Phật, Ngài đã tìm được cái con đường để thoát khỏi già bệnh chết đó. Ngài đã vẹt tan bóng tối vô minh, và Ngài đã chỉ dạy con đường cho chúng sanh đạt đến sự giải thoát như Ngài. Và họ cảm thấy giờ đây không còn cái gì ở thế gian là hạnh phúc thật sự, chỉ có đi theo con đường của Đức Phật đã vạch ra thì mới thoát khỏi cái sự già, sự bệnh, sự chết mà thôi. Cho nên người đó ở trong lòng hình ảnh của Đức Phật như là một cái chỗ nương tựa vững chắc, và nói đến đây thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị một cái suy nghĩ của một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật. Vị đó đạt được cái niềm tin đến Đức Phật, vị đó tán thán Đức Phật qua năm cái
hình ảnh mà trong Trung Bộ Kinh có đề cập đến. Vị tỳ kheo nghĩ đến Đức Phật, ở trong lòng vị đó nghĩ rằng Putto so phakwa ko thaya thamang ni siti, Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để giác ngộ. Santo so phakwa samathaya thamang ni siti, Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, ngài thuyết pháp đưa đến sự an tịnh. An tịnh phiền não như thế gì? Đàn tô sô phát hoa Đâm mát thai giác thầm mang đề si tí, Đức Thế Tôn là bậc tự điều phục, ngài thuyết pháp để chúng sanh nghe và tự điều phục. Chính bản thân mình Thinh đô sô phát hoa thật tàr na giác tâm mang đi sĩ tí, Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua bốn bậc lương, ngài thuyết pháp để đưa đến sự vượt qua bốn bậc lương, và cuối cùng Parinipu Bhutto sô phát hoa Parinipa na giác tâm mang đi sĩ tí, Đức Thế Tôn là bậc viên tịch, ngài thuyết pháp để viên tịch, để niết bàn, để chấm dứt cái sự khổ đau, để đoạn diệt cái sự đau khổ. Cái chung của người Phật tử chúng ta khi nghĩ đến Đức Phật là chúng ta suy nghĩ đến năm điều đó. Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, là bậc an tịnh. Đức Thế Tôn là bậc tự điều phục, là bậc đã vượt qua, là bậc viên tịch. Cái đó là cái chung mà người Phật tử chúng ta có thể suy nghĩ. Cái đó là đúng pháp. Còn ở trong lòng người Phật tử, như chúng tôi đã nói, do tùy mỗi người có niềm tin mà không có trí tuệ, có niềm tin, có trí tuệ mà không có tinh tấn, hoặc là họ có tinh tấn, có trí tuệ mà không có niềm tin, hoặc là họ có trí tuệ, có niềm tin nhưng mà họ không có tinh tấn. Thì như vậy, mỗi một người trong lòng của họ, cái hình ảnh của Đức Phật mỗi một người có khác đi. Giả dụ như trong một đoàn người đi chiêm bái thánh tích, khi đến tại nơi đảng sanh thành đạo chuyển pháp luân niết bàn bên Ấn Độ, không phải cái đoàn người đó đều có chung một cái suy nghĩ về Đức Phật. Mỗi một người khi đi đến bốn cảnh động tâm thì mỗi người xúc động theo một cái, theo một cách của mình, theo cái suy nghĩ của mình. Nhưng chung quy thì họ đều
đạt được cái niềm tin và có cái sự kính trọng Đức Phật là đấng cao quý hơn cả chúng sanh. Chỉ vậy thôi. Còn mỗi một ân đức đặc biệt, mỗi một người suy nghĩ có thể là do kiến văn, có thể là do cái sự tu tập của họ, hoặc là có thể do cái niềm tin của họ, cái trí tuệ của họ, nó có cái sự khác nhau. Nhưng mà trong cái ngày lễ khánh đản, trong ngày này tất cả người Phật tử chúng ta trong lòng đều hướng về Đức Phật, là bậc đã giải thoát cái sự khổ đau, ngài dạy cho chúng sinh cái pháp để chấm dứt, để thực hành chấm dứt cái sự khổ đau. Mà cái sự khổ đau đó nổi bật nhất là hiện tại bây giờ chúng ta đang đối đầu với một cái bệnh đại dịch. Chúng ta chưa biết là chúng ta có thoát khỏi hay là chúng ta sẽ bị chung cái số phận với những người đã bị nhiễm corona và chết. Và chúng ta cũng chưa biết cho đến bao giờ cái cuộc sống của chúng ta mới trở lại bình ổn như trước đây, trước khi xảy ra cái bệnh dịch corona. Chúng ta chưa biết được. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là nếu chúng ta đi theo cái con đường của Đức Phật, thực hành rốt ráo lời dạy của Đức Phật, đạt đến bốn đạo bốn quả, chứng ngộ niết bàn, thì sau đời sống này chúng ta không còn đời sống khác. Chúng ta sẽ không phải luân hồi sanh tử và phải tiếp tục tái diễn những cái nỗi lo âu sợ hãi vì chiến tranh, vì bệnh dịch như thế này nữa. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi trong cái lời đạo từ đêm rằm tháng tư lễ Phật đản năm nay xin có vài lời chúc phúc đến toàn thể và nguyện cầu tất cả chúng sanh, những người hướng thiện, những người tín ngưỡng Đức Phật, những người có tâm quy hướng về Đức Phật, quy hướng về giáo pháp, quy hướng về tăng chúng, mong cho tất cả những người ấy được sẽ vui và thoát khỏi bệnh tật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Bổn Thầy. Xin kính thỉnh thượng tọa giới đẳng trở lại. Kính trân trọng thầy sư Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ tiếp tục được nghe về Đức Phật của lịch sử. Đức Phật là bậc đạo sư, Đức Phật là bậc từ phụ ở trong phần còn lại của chương trình ngày hôm nay. Sau lời của Thượng tọa Thầy Siêu về Đức Phật trong lòng người con Phật, cũng với cái ý hướng đó, chúng ta hãy cùng nhau
dành trọn tâm tư của mình để nghĩ tưởng đến Đức Phật, đến giáo pháp và chư tăng, để thành tâm đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Năm nay đặc biệt là chương trình lễ khánh đản, chương trình nghi thức phần nghi thức khánh đản sẽ do Đại Đức Pháp Tính và chư tăng chùa Bửu Đức thực hiện. Xin thay mặt đại chúng kính cung kính Đại Đức Pháp Tính và chư tăng bắt đầu cho nghi thức lễ khánh đản hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sằng Thà Giá. Đây chúng con xin được mở khóa lễ tụng kinh trong buổi lễ Phật đản rằm tháng tư năm nay. Nam mô Tam Phương Tam Thế Phật Bảo. Nam mô Tam Phương Tam Thế Pháp Bảo. Nam mô Tam Phương Tam Thế Tăng Bảo. Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ. Phước nhân thiên muôn thở khó cầu. Ngày tàn tháng lùng qua mau. Đâm xây trần cảnh vùi đầu tử sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng. Đây là giờ đồng tùng pháp âm. Lời vàng ly nghĩa cao tâm. Xin chư hiền giả lắng tâm thọ truyền. Nam mô ta sa pa nga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pa nga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pa nga wa to a ra to sa ma sa mu ta sa. Cúi đầu đảnh lễ đấng tự tôn. Bằng chánh viên kỳ đang cung dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh. Làm lành lánh giữ lời thường sanh. Bồ Tát Saranang Gacchami Thammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyam Bi Bồ Tát Saranang Gacchami Dutiyam Bi Thammang Saranang Gacchami Dutiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyam Bi Bồ Tát Saranang Gacchami Tatiyam Bi Thammang Saranang Gacchami Tatiyam Bi Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử quy y Phật đấng thiên nhân điều ngự vị trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắng lạc. Đệ tử quy y Tăng Bần Hoàng Kỳ Chánh Pháp Vô Thượng Phước Điền. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nhưng Như Lai bận ứng cung chánh biên kỳ mình. Hạnh tung thiền thệ thế gian giải vô thường điều ngự tiên. Nhân sư Phật Đà Thế Tôn nhân tâm đảnh lễ chánh pháp do phần thiện thiết thiên thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệp. Hiệu năng hương thường chi giả thân chân nhân tâm đảnh lễ chư tăng. Anh đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh trực hạnh như hạnh chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị các ngài xứng đáng tôn trọng cung nghinh cung dường chấm tay kinh lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nay đại lễ tháng tư tam hợp mà ngày đản sinh thành đạo niết bàn. Nhớ ân sâu thiền thề cha lành nội gương sáng thực hành đi kia lại phần tổ thậm chí diệu giác.
lạy pháp màu chân thần quang minh, lạy tăng già vô lượng hồng ân, ban phúc lạc cam lộ tịnh thủy, chúng con vốn duyên lành chưa đủ, sanh sao thời phận trụ thế gian, nhưng còn đây anh đạo huy hoàng, theo pháp phần vượt qua bể khổ, nhớ nguyện xưa biên thành thập độ, đầu xuân đà giang hạ trần gian, ca tỳ la nhạc trỗi cung hoàng, trung ân đồ mây ngời năm xanh, vì chúng sanh nương tâm ga vật, bởi nguyện dạy Bồ Tát giáng sanh, đứng ma gia ưng triều mong lành, vội bao căn sao ngà khôi vĩ, rằng nút sắc màu diễm lệ, tỏ thiên hương ngào ngạt tận không, phiên kim cương bao phủ mây hồng, các phường mong các phường cung mệnh, lùm bi ni tinh ba hiển hiện, 32 biển tường phủ trương, cùng 80 quy canh đặng thù, 7 bước đi mang lời khải thị, ôi hàng ngũ đa hoa vạn kỷ, đủ dung nghi cốt ngách phi phàm, mà trải bao đời quyết cu trận gian, bần đại giác từ ân xuân hiện, thương chúng sanh mê tình hụm lặng, mãi ngược xuôi ai lì khổ cầu, mãi nghịch trầm thương hải bể dâu, biết đâu thật biết đâu hiện, biển vòng 29 tuổi đời đầy hoa mộng, bỏ ngai vàng để nghiệp thê nhi, 6 năm tu khổ hành mang nghì, rừng thanh văn chọn thay điện ngọc, rồi trung đạo dốc lòng tận lực, coi bồ đề viên đất tam minh, hàng phục ma đoàn tần tử sinh, nhân thiết tri viên thành đại nguyện, rừng lộc giả pháp luân vận chuyển, đồ năm thầy thích tử đầu tiên, 45 năm hoàng hóa khắp miền, cũ ức kiều hữu tình thoát khổ, đào vô biên từ nay rạng tỏ, tuổi 80 mãn thọ trọn duyên, rừng xa la thì tịch niết bàn, thương tư chung ban lời di áo, đời giả tạm hữu vi mộng ảo, tinh tân tu liễu đạo chân thường, ba cõi quy về thế giới ngát hương, vô ưu nở sai mùa cung Phật, ngọc xa lời di lông đứng, pháp bảo đăng nhật nguyệt sáng soi, gương lành xưa muôn thở rang ngời, hồng ân lớn trời người nhìn gọi, lại Thế Tôn cha lành ba cõi, dù từ bi phổ hóa chúng con, dưng si mê lạc lối lầm đường, thôi vì kỳ mở lòng từ ái, chúng con nguyện vượt qua khổ hải, tam tu học tu giáo phụng hành, thanh tịnh tâm bỏ ác làm lành, sống phụng sự báo ân tam bảo, nguyện phương bao đã làm, hồi hướng gắm chư tiên, bần thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực, ngự khâm cả cần hoàng, hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ, công đức đã thể hiện, rồi ô trì phần pháp, mãi sôi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ, quyên thuộc cùng chúng sanh, đường hạnh phúc lại dâu, thiểu bệnh dân khổ sầu, ngày ngày vui tu tâm, tinh tiến công đạo màu, nhất tâm cầu giác ngộ. Xà thú là thai.
chúng con xin thành kính tri ân đến chư tăng đã mở khóa kinh vừa rồi, và bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến quý ngài, kính chào đại chúng trong room, và xin con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin kính trưng đại chúng Phật tính và chư tăng chùa Bồ Đức với nghi thức khánh đản vừa rồi. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ dành một vài để đề cập đến Đức Phật lịch sử. Rằm tháng 4 chúng ta kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khác với tất cả chư Phật được đề cập ở trong những hệ thống kinh điển, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử có rất nhiều điểm đặc biệt hết sức là thú vị khi chúng ta đề cập đến cái cách lịch sử của Đức Phật. Ngày nay nếu chúng ta đặt chân đến Ấn Độ, có một giáo phái của Ấn giáo rất là dễ để gặp ở các nơi, đó là đạo Chen. Lý do đơn giản là đạo Chen là một chi lưu của Ấn Độ giáo, mà người ta chủ trương rằng không có làm về nông nghiệp, bởi vì đạo đất quốc đất sẽ sát sanh hại vật. Do vậy đạo Chen chủ trương là những tín đồ chỉ làm theo nghề buôn bán, không có làm về nông nghiệp. Và kết quả là tín đồ đạo Chen tương đối là giàu có, mặc dù họ không chiếm số đông ở tại Ấn Độ, nhưng mà rất là giàu có trong xã hội Ấn Độ ngày nay. Thưa quý vị, cùng thời với đạo Phật, vị giáo chủ của đạo Chen là Mahavira, mà ở trong kinh điển Pali chúng ta thường gọi là Ni Kiền Tử hay là Nigandhanatha Buddha. Mahavira hay là giáo chủ đạo Chen đó là một trong sáu vị giáo chủ, gọi là sáu cái vị giáo chủ ngoại đạo được ghi lại trong kinh Tạng Pali. Và cả năm cái giáo phái kia đều đã biến mất theo thời gian, duy đạo Chen đó là còn tồn tại đến ngày hôm nay. Sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến đạo Chen là bởi vì giống như Phật giáo, đạo Chen cũng có một số những cái kinh điển được kết tập về lời dạy của Nigandhanatha Buddha. Và điểm thú vị là ở trong kinh điển đạo Chen thì cũng có đề cập đến Đức Phật, và trong kinh kỳ điển của đạo Phật cũng đề cập đến Nigandhanatha Buddha, giáo chủ đạo Chen. Ở trong đạo Chen thì kinh điển của họ gọi Đức Phật là Gautama Mahasamana, tức là Đại Sa Môn Cổ Đàm hay Đại Sa Môn Gautama. Cũng nhắc lại một số những nhân vật như là vua A Xà Thế hoặc giả là vua Ba Tư Nặc, vân vân. Rất ít khi chúng ta có một cái sự trùng hợp về kinh điển của hai tôn giáo rất là lâu đời mà có ghi lại một số các dữ kiện mà tương đồng về nhân danh địa danh, như là trường hợp của đạo Phật và đạo Chen. Ở một điểm khác, thưa quý vị, ngài Nagasena mà chúng ta thường biết được biết gọi là ngài Na Tiên đó, thì có một lần ngài trả lời cho vua Miranda, khi Miranda hỏi rằng ngài tin ở Đức Phật, nhưng mà ngài hay là thầy tổ của ngài có bao giờ gặp Đức Phật hay không mà lại biết về sự vĩ đại của Đức Phật. Thưa quý vị, ngài Na Tiên, ngài Nakasana, ngài trả lời một cách rất là đơn giản là: tâu đại vương, nếu đại vương đi vào ở trong một thành phố mà rất là nguy nga tráng lệ, có thể rằng thành phố được xây cất từ lâu, đại vương không biết ai là người
đã vẽ ra bản đồ thành phố và ai là người đã thiết kế những công trình vĩ đại này. Nhưng mà chỉ nhìn cái sự vĩ đại của thành phố thì đại vương có thể biết đó là một kiến trúc sư kỳ tài. Cũng vậy, mặc dù bản thân của Bần Tăng và các vị thầy tổ không có tận mắt diện kiến được Đức Thế Tôn, nhưng mà với những gì mà Đức Thế Tôn để lại thì kho tàng kinh điển cao siêu vĩ đại đó đã cho biết chắc chắn rằng vị đã truyền dạy từ giờ ban đầu phải là một đấng đại giác. Thưa quý vị, như vậy thì Đức Phật không thể là một huyền thoại khi mà chúng ta có một cái trữ lượng lời dạy của Ngài, có thể nói rằng là một cái trữ lượng kinh điển tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới. Đức Thế Tôn không để lời một quyển sách nào, nhưng mà sau 45 năm hoằng pháp và những gì mà những người đệ tử trùng tuyên và được bảo lưu lại ở trong tam tạng kinh điển mà chúng ta đọc ngày hôm nay, thì thưa quý vị, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng phải được truyền dạy từ một đấng giác ngộ và không thể khác hơn được. Về điều này, lát nữa chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện Đức Phật là bậc đạo sư. Nhưng mà ở đây khi mà nói với Đức Phật lịch sử thì thưa quý vị, không đơn thuần là chúng ta ca ngợi một con người vĩ đại mà chúng ta không có được những cái bằng chứng. Thí dụ như là chúng ta nói về những công trình của người thời cổ, những bậc tiền nhân đi trước đã để lại những công trình vĩ đại đáng khâm phục. Nói như vậy chưa đủ, cho đến khi mà chúng ta đặt chân đến những cái nơi mà ở đó có những cái tác phẩm còn lưu lại cho đến ngày nay, thí dụ như là Angkor Wat ở Siem Reap, hay là Borobudur ở tại Yogyakarta, hay hoặc giả là Vạn Lý Trường Thành hay Taj Mahal. Dù rằng chúng ta không muốn thừa nhận thì chúng ta cũng phải chấp nhận rằng thời xa xưa đã có những bộ óc kiệt xuất, chỉ có những bộ óc kỳ tài mới thể thực hiện những cái công trình vĩ đại như vậy, chứ không thể nào những công trình đó tự nhiên mà có. Thì đơn giản là một ở trong những bằng chứng rất là xác thực về sự ra đời của Đức Phật chính là gia tài giáo pháp mà Ngài để lại cho tất cả chúng ta. Ngày hôm nay thì dĩ nhiên có những sự khác biệt giữa hệ thống kinh điển của Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền và của Mật tông. Nhưng mà nếu chúng ta có tất cả những gì biệt và còn lại những cái mẫu số chung, còn lại những điểm tương đồng, thì cũng quá đủ để chúng ta nói rằng có một đấng giác ngộ thực sự vĩ đại đã truyền dạy cho chúng ta kho tàng kinh điển đó. Thưa quý vị, nói về Đức Phật lịch sử thì chúng ta không thể không nhắc đến ba nhân vật. Và ba nhân vật này đã cho chúng ta những cái cột mốc hết sức là quan trọng, và từ đó chúng ta có thể phân về cái nguồn cội một cách rất là dễ dàng bên cạnh kho tàng kinh điển vĩ đại mà chúng ta có ngày hôm nay. Người đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là vua A Dục, Ashoka, một vị hoàng đế ra đời 218 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Con số 200 năm đó là một số dài, nhưng mà trong dòng lịch sử của Đạo Phật hơn 26 thế kỷ, hơn 2600 năm vừa qua, thì con số 200 năm không phải là một quãng đường dài. Khi vua Dục ra đời thì Phật giáo đang có mặt ở từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, ở trên đất nước Ấn Độ. Nhà vua không lạ lắm gì với những hình bóng y vàng của chư tăng đi khất thực trên đường phố, và nhà vua cũng không có lạ gì với một số những cái nguyên tắc của lời dạy của Đức Phật về chiến tranh, hòa bình, về đời sống, bố thí, trì giới, vân vân. Nhưng mà quãng đời đầu tiên của nhà vua là một người tài ba thao lược, chinh đông phạt tây, mở mang bờ cõi, và không tha thiết gì với giá trị của tinh thần. Cho đến khi nhà vua đem quân vào Kalinga
và cảnh tang thương của một cái thành phố bị đổ nát vì gót chân xâm lược. Bao nhiêu là tiếng khóc, tiếng rên, những cái hùng khổ đau của lê dân lầm than khổ ải, vô ta tỉnh thức và trở về với Phật pháp. Nhà vua đã làm rất là nhiều công trình, và những công trình đó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà chúng tôi không có thời giờ để nói hết, chỉ muốn nhắc lại một ở trong những công trình đó, là nhà vua đã làm một chuyến đi hành hương vô tiền khoáng hậu. Ở trong chuyến đi hành hương này của một bậc đại đế, nhà vua đã được một vị A-la-hán, tức là tôn giả Upagupta, hướng dẫn. Ở mỗi một nơi mà tôn giả đưa nhà vua đi đến, tôn giả dùng ngón tay của mình để nói với nhà vua rằng: Tôn Đại Phương, đây là nơi Đức Thế Tôn đản sanh, kia là nơi Đức Thế Tôn thành đạo, nọ là chỗ Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Nhà vua không chỉ đến đảnh lễ bằng tất cả tâm cung kính của mình, mà còn ra lệnh dựng ở đó một thạch trụ. Những thạch trụ này, mặc dù theo thời gian đã có một số bị hỏng, nhưng mà tất cả đã còn đầy đủ và đã ghi dấu lại rõ ràng từng chi tiết một cách có mạch lạc về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Đức Phật lịch sử. Có lẽ chưa có ai trong cuộc đời có thể làm một cái công trình tương tự như vậy. Những thạch trụ này thường được gọi là Ashoka Pillar, hay là trụ đá của vua A Dục. Những thạch trụ đó, ví dụ như ở Saranat, nơi Thế Tôn chuyển pháp luân, thì cái đầu thạch trụ đá đã trở thành quốc huy của đất nước Ấn Độ ngày nay, với hình bốn con sư tử ngó về bốn phương trời, tượng trưng cho chánh pháp vô úy. Và pháp luân từ trên thạch trụ đã được in vào quốc kỳ của Ấn Độ và nước Cộng hòa Ấn Độ Dân chủ mà ngày nay chúng ta được biết. Thưa quý vị, đã khắc đậm bánh xe của chánh pháp ở trên lá cờ của mình. Thưa quý vị, những thạch trụ này cho chúng ta biết đích xác những điều mà lẽ ra bị cái lớp bụi phủ thời gian phủ lên mà con người không giờ có thể nghĩ và biết tới được. Năm 1892, khi tướng Cunningham, một vị sĩ quan làm việc trong toàn quyền của Anh ở tại Ấn Độ, gửi đi một bức điện tín từ Kathmandu về London, và ở trong đó đã nói rằng người ta đã tìm ra một trụ đá đánh dấu nơi ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại vườn Lâm Tỳ Ni. Thì người tướng Cunningham đã gọi đó là một cái trụ đá biết nói. Thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 16 cho đến khi thứ 18, khi mà gót chân xâm lược của những thực dân Tây Phương đặt chân đến phương Đông, người ta vào những chùa chiền đền tháp, và người Tây Phương nghĩ đến một vị Phật mà ra đời cách đây 23-24 thế kỷ, thì họ cho rằng Đức Phật là một nhân vật của huyền thoại. Không ai có thể giác ngộ như Đức Phật, không ai có thể có cái năng lực nhiệm màu như Đức Phật. Cho đến khi trụ đá của Hoa Dục được tìm thấy ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, ở trên đó ghi một dòng chữ bằng tiếng Brahmi rất là rõ ràng. Dòng chữ đó viết rằng: năm thứ 20, Đức Vua Thiên Á là vị được chư thiên mến mộ, đã có một chuyến đi hành hương đến tại nơi này. Đây là nơi đản sanh của vị hiền thánh dòng Thích Ca, và dân chúng ở chung quanh khu vực này được miễn thuế. Thì thưa quý vị, trụ đá đó đã ghi lại nơi Đức Thế Tôn Ngài ra đời. Và mãi cho đến đầu thế kỷ 21, thì những nhà khảo cổ Nhật Bản hợp tác với chính phủ Nepal đã khai quật đền Maya, và ở dưới đó họ đã tìm thấy một phiến đá đánh dấu đích xác nơi mà Đức Thế Tôn bước đi bước chân đầu đời. Và thưa quý vị, những trụ đá cũng như những bia ký mà vua A Dục để lại chỉ 200 năm sau khi Đức Phật viên tịch cho chúng ta biết rất là nhiều về những địa danh gắn liền với cuộc đời của Đức Từ Phụ. Nhưng mà chưa hết,
Thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, một nhà sư Trung Hoa là Ngài Huyền Trang lại làm một chuyến đi hành hương vĩ đại khác. Ở trong 17 năm đi từ Trung Hoa sang Ấn Độ rồi trở về Trung Hoa, Ngài đã dành nhiều năm tháng đi hành hương những nơi liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Ở trong Nguyễn Đại Đường Tây Vực Ký, một tác phẩm địa dư chí có thể nói rằng hy hữu của nhân loại, đã ghi chép lại tỉ mỉ cẩn thận về những gì mà tận mắt Ngài đã mục kích đã thấy liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Đó là một cánh cửa mở cho chúng ta biết về Ấn Độ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, thời mà Phật giáo vẫn còn rất là hưng thịnh. Và chính những gì Ngài Huyền Trang ghi lại đã là một tài liệu vô giá cho những nhà khảo cổ, mà về sau này Đại tướng Cunningham dựa trên cái những gì được ghi chép, kể cả về khoảng cách, về những cái liên hệ xa gần. Thí dụ như người ta tìm được suối nước nóng ở thành Bương Xá, một nơi mà được ghi chép rất nhiều trong đoạn luật. Từ nước nóng đó người ta tìm thấy được nhà tù nơi giam giữ vua Bình Xá Vương và đỉnh Linh Thiếu Sơn và nhiều địa danh khác quan trọng như là chùa Trúc Viên, chùa Trúc Lâm, v.v. Thì nói chung là Thamasirika, một trong những người, một học giả rất là lỗi lạc của Ấn Độ, đã nói một câu là càng biết về Đức Phật thì tôi càng kính Ngài, càng kính Đức Phật tôi càng thương Ngài. Điều đó nó có nghĩa là cuộc đời của Đức Phật và lời dạy của Ngài là một quyển sách mở cho tất cả những ai đọc. Chỉ có những người ít hiểu biết về cuộc đời Đức Phật mới không thương Phật và không tin Phật. Nhưng mà những ai cố gắng tìm hiểu, càng tìm hiểu thì chúng ta càng thấy rõ nét. Ở trong nhiều trường hợp các tôn giáo khác, người ta muốn phủ lên đó một cái bóng mờ của huyền thoại, bóng mờ của thời gian, để làm sao cho cái nguyên thủy không được đào bới, không được soi sáng. Trường hợp của Đức Phật thì ngược lại. Những người nào có hiểu biết về lịch sử, những người nào có được đi và đến những nơi liên hệ với cuộc đời Đức Phật, những người nào có cái duyên mở ra từng trang kinh ghi lại lời dạy chân thực của Đức Phật thì càng kính và thương Đức Phật. Đức Phật lịch sử là một hình ảnh hết sức là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Và mỗi người con Phật, nhất là trong mùa khánh đản, thì chúng ta cần trắc nghiệm lại sự hiểu biết của chúng ta về Đức Phật lịch sử như thế nào. Trước hết thì thưa quý vị, bậc đạo sư của chúng ta Ngài ra đời không phải là ở trong một đêm đông lạnh lẽo giữa một vùng đất khô cằn, mà Ngài ra đời vào tháng Vesak, mùa sen nở, lúc có mùa xuân, là tháng đầu tiên trong năm của Ấn Độ. Hoa nở rất đẹp và thời tiết rất là thoải mái. Và Ngài ra đời trong châu thổ sông Hằng, lúc bấy giờ là một cái chiếc nôi, một trong những chiếc nôi quan trọng của nền văn minh nhân loại. Ở tại đó, đó người ta đã có giấy viết, người ta đã có văn tự, và ngữ pháp thời đó đã đạt đến mức độ tinh vi. Ngôn ngữ đã đủ để chuyên chở những cái tư tưởng ảo diệu của triết học, của thiên văn học, của toán học. Và thời đó người ta đã có những cái giáo thuyết xuất chúng ở mọi lãnh vực, dù là duy vật, duy linh, nào là những cái quan niệm về nhân quả, về duyên khởi. Và thời đó là thời mà có bao nhiêu là những bộ óc kỳ tài xuất hiện, chứ không phải thời kỳ mà nhân loại sống ở trong tâm tối. Đức Thế Tôn Ngài ra đời ở trong một cái gia đình rất là đặc biệt. Trước nhất thì dòng họ Thích Ca không phải là một cái vương quốc hoàn toàn độc lập, mà là một tiểu quốc ở trong một cái nước lớn. Nước lớn đó là Cô Xá Lá. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh thì có một lần vua Ba Tư Nặc đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Nhà vua nói rằng Đức Thế Tôn là người Cô Xá Lá, con cũng là người Cô Xá Lá. Cô Xá Lá Kiều Tát La là một
một cái vương quốc lớn về vật chất Ấn Độ thời bấy giờ. Có một vương quốc khác gần như vậy, đó là Magatha, tức là Magadha, ở trong 16 cái vương quốc thời Đức Phật. Thì dòng họ Thích Ca đó là làm chủ một cái tiểu quốc. Tiểu quốc chúng ta gọi, chúng ta tạm gọi là chư hầu. Ví dụ như ngày xưa chúng ta có cái thời Đông Châu bên Trung Quốc, có nước Sở, nước Triệu, nước Tề, nước Yên, vân vân. Thì cũng tương tự như vậy. Vào thời đó thì nước Cô Sa Lá rộng lớn, có nhiều tiểu quốc. Chữ Thích Ca mà chúng ta nghe không phải là tên của Đức Phật, như nói Đức Phật Thích Ca, mà Thích Ca là tên của dòng tộc của Đức Phật, dòng Thích Ca. Dòng Thích Ca này có một cái điển tích mà có nhiều khác chúng ta sẽ kể. Nhưng mà chữ Thích Ca có nghĩa là sự dũng cảm, hay là nghĩa đen là rắn chắc như cái lõi của cây sồi. Và Thích Ca thường được đề cập bởi vì thời xưa, thưa quý vị, những người đến từ cái vương quốc này, nếu Tôn Hoàng Thái Quốc thích, thì họ gọi là sắc canh, tức là những người thuộc dòng Thích Ca. Những đệ tử của Đức Thế Tôn sau này xuất gia đôi khi được gọi một cái tên thân là Sắc Giá Tá, là Thích Tử, và Sắc Giá Thi Ta là Thích Nữ, tức là con gái dòng con trai dòng Thích Ca. Thì như vậy Thích Ca không phải là tên của Đức Phật, mà tên chính của Đức Phật đó là Siddhartha. Dạ, Siddhartha là có nghĩa là đắc kỳ sở nguyện. Bởi vì theo phong tục của Ấn Độ thì khi một người ở trong hàng quý tộc ra đời, người ta không đặt tên liền, và cha mẹ cũng không chịu đặt tên, mà người ta lại mời những vị bà la môn thông thái và giỏi về chiêm tinh, tướng số, giỏi về bói toán đến để xem tướng và đặt tên cho hàng nhi sơ sinh. Và như trong câu chuyện chúng ta biết rằng, ở trong số mấy trong vị bà la môn được mời đến để dự buổi tiệc đặt tên, thì vua Tịnh Phạn đã khéo léo chọn ra 8 vị. Ở trong 8 vị được chọn vào trong tẩm cung để gặp thái tử sơ sinh. Và sau khi xem tướng thì ở trong số 8 vị đó đã có 7 vị đưa hai ngón tay lên, khẳng định rằng thái tử sẽ là người thành tựu những đại nguyện lớn trong cuộc đời. Nếu là vua sẽ là trở thành một đại đế thống trị một cái đế quốc rộng lớn, và nếu xuất gia trở thành một đạo sư vĩ đại. Nhưng mà duy chỉ có một vị trẻ tuổi nhất là Tôn Nhân Nhá đã đưa ra một ngón tay khẳng định rằng thái tử sẽ thành tựu được đại nguyện của mình, nhưng mà đại nguyện đó là con đường thoát tục, sẽ trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại trên thế gian. Cho dù cần có một sự không đồng ý kiến giữa một vị trẻ và 8 vị còn lại, 7 vị còn lại, nhưng mà tất cả đều có chung một cái nhìn là thái tử là người sẽ thành tựu được nguyện vọng lớn của mình, nên chi người ta chọn cái tên gọi là Siddhartha, là người thành tựu được đại nguyện. Đó là tên của Đức Phật và họ của Đức Phật. Thì thứ vị Đức Thế Tôn này sanh ra đời không phải theo chế độ phụ hệ, mà chế độ mẫu hệ. Do đó ngài không lấy họ của vua Tịnh Phạn, mà ngài lấy họ mẹ của họ Ma Gia, và họ của mẹ tức là Gotami, và họ Ma Gia là Ma Gia Gotami, và di mẫu là Mahapachapati Gotami, mà chúng ta gọi là Mahapasapade. Thật chứ Gotami là họ mẹ, nhưng mà nói theo nam tính thì chúng ta gọi là Gotama. Và ở trong châu thổ sông Hằng có một vài nơi họ đọc cái âm thi và âm đi nó trùng với nhau. Ví dụ những người bị nghe ở bên miên, người ta đọc là lúc khác thay vì lúc khác. Con đa mí họ đọc là con chia mí, thì Gotama họ đọc là cô vô đá má, cô đam. Thì chữ cô đam ở trong tiếng Việt có hai cái âm, có khi chúng ta âm là cô đam, nhà Đức Phật độ cô đam, hay là có một vài vô trụ ni họ muốn âm cho âm nhẹ hơn gọi là kiều đàm, như là kiều đàm nhi, tức là nhi mẫu kiều đàm, nhi mẫu kiều đàm. Thì chữ kiều đàm hay cô đàm là họ của Đức Phật. Như vậy trên cái diện lịch sử đó thì họ với Đức Phật là họ cô đàm hay là kiều đàm. Tên của ngài là Siddhartha,
và dân của Ngài là sắc giả và Thích Ca. Và khi mà Ngài thân cận và về sau này khi đề cập đến Đức Phật thì chúng ta có Thích Ca Mâu Ni gọi là bậc hiền sĩ dòng Thích Ca. Nhưng mà thứ gì mặc dù Thích Ca Mâu Ni là thân cận ngày nay chúng ta gọi Đức Phật nhiều, nhưng mà gọi này rất ít khi được gọi thời Đức Thế Tôn còn đại thế. Khi Đức Thế Tôn còn đại thế, những người đệ tử gọi Ngài là Bát Hoa là Đức Thế Tôn, và Đức Phật khi nói chuyện thì Ngài thường xin Tha Ca Ta là Như Lai. Nhập thân qua vị trường lưu sinh ngồi xin chờ những chuyện này xin nhập. Dạ. Xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi có không biết quý vị nghe được chưa? Dạ Phật. Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta là người con Phật thì rất là cần thiết để chúng ta biết rõ về cuộc đời của Đức Phật qua cái cảnh lịch sử. Thì Đức Thế Tôn Ngài ra đời ở tại vườn Lâm Trì Ni, một cái khu vườn của vua chúa, nằm giữa biên giới của hai nước, của hai cái trị quốc là Sắc Giá và Cô Ly Giá. Rồi Ngài đã sống ở trong cung vàng địa ngọc cho đến năm 16 tuổi. Và khi mà Ngài được 16 tuổi đó, thì vua Tịnh Phạn làm theo cái thông tục, cái thông lệ thời bấy giờ, hai việc: một là tác hợp hôn nhân cho đứa con của mình, và đó là năm mà Thái tử Siddhartha thành hôn với công chúa Yayudala. Và cũng trong cái dịp này, nhà vua đã làm một việc, đó là trao truyền cái ngôi báo cho Thái tử, và Thái tử trở thành một vị vua của dòng Thích Ca. Nhưng mà bởi vì sợ rằng con của mình sẽ phải ưu phiền lo lắng công việc triều chính, nên nhà vua mặc dù trong cái vai trò của một thái thượng hoàng nhưng vẫn tiếp tục làm công việc là cai trị. Còn Đức Phật của chúng ta, mặc dù Ngài đăng quang năm 16 tuổi, nhưng mà Ngài vẫn có một cuộc sống hết sức là nhàn hạ trong cung cấm. Thật ra khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung, thưa quý vị, thì Ngài đã làm vua 13 năm, chứ không phải là còn là một vị hoàng tử nữa. Đến năm 29 tuổi, ở cái tuổi mà đầy hoa mộng, tóc còn đen, đời còn nhiều sức sống, thì Ngài rời bỏ cung vàng địa ngọc. Rời thành Ca Tỳ La Vệ thì Ngài xuôi về Nam, tức là vương quốc của dòng Thích Ca nằm dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngài không lên núi Hy Mã Lạp Sơn, mà Ngài lại xuôi về Nam đến cái vương quốc chúng ta gọi là Ma Kiệt Đà. Và Ngài đã tu khổ hạnh cũng như là thành đạo ở bên dòng Niranja, tức là dòng sông Ni Liên Thiền. Ngày nay chúng ta được biết là nơi mà có một cái thánh địa rất là quan trọng, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Và ở tuổi 35, Ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề. Và từ 35 tuổi, Ngài khởi đi công hoằng pháp suốt 45 năm. Và vào năm 80 tuổi, Đức Phật của chúng ta đã viên tịch Niết Bàn ở trên một phiến đá giữa hai cây Sala ở tại xứ Kusinara. Đức Thế Tôn đã chào đời ở trong một khu vườn đầy hoa cỏ, và khi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề cũng ở giữa thiên nhiên, và khi Ngài viên tịch ở trong một công viên của xứ Mala, tất cả là đều ở ngoài trời. Ở trong kinh ghi lại rất là rõ ràng về cái phong thái ra đi của Đức Thế Tôn. Ngài đã đi từng bước một bởi chính Ngài, từ ngôi nhà của thợ rèn chân đá nơi Đức Thế Tôn thọ thực bữa cơm sau cùng. Và Ngài đã đi một cách chậm rãi đến vườn Sala của vua Sứ Mala,
và Ngài tự Ngài nằm ở trên một phiến đá, ở trên tấm y tăng già lê bởi tôn giả Ananda. Và ở tại đó, Đức Thế Tôn đã có những lời huấn thị cho chư tỳ kheo, cho tứ chúng, và kể cả cho một người đệ tử cuối cùng là Suphadda xuất gia. Và trước khi Ngài viên tịch, thì Ngài đã sai tôn giả Ananda đi vào trong thành, báo với vua Mala rằng đêm nay vào lúc nửa đêm thì bậc đại giác sẽ viên tịch. Chẳng những vậy mà trước đó 3 tháng Ngài đã cho chư tăng biết rằng Ngài sẽ viên tịch ở trong 3 tháng nữa. Và thứ gì, Ngài đến với cuộc đời trong một cái hình ảnh của một bậc đại phúc đại đức, và Ngài đã ra đi ở trong hình ảnh của một bậc đại giác, một bậc hoàn toàn tỉnh thức. Nếu chúng ta có được cái thì giờ để chiêm nghiệm lại hình ảnh cũng như cái phong cách của Đức Thế Tôn đến và đi giữa cuộc đời này, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật quả là Đức Phật. Không thể ai có thể có được một cái xa đời như vậy, một cái hành trạng như vậy, một sự ra đi đẹp như vậy. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử về Đức Phật lịch sử. Dĩ nhiên là trong ngày khách đảng này, chúng ta nghĩ tưởng về Đức Phật với nhiều cái góc cạnh, nhiều cái phương diện khác nhau. Nhưng mà rất cần thiết để chúng ta dắt rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đạo sư của chúng ta, khác với tất cả chư Phật khác ở trong Phật giáo, dù là ở trong các tông phái, dù là ở trong các hệ thống kinh điển, riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài là một vị đã xuất hiện giữa cuộc đời này. Mà những di tích lịch sử, những cái sự ghi nhận ở tại các kho tàng kinh điển của các tôn giáo khác, và kể cả những gì mà chúng ta được biết liên quan đến nhân danh địa danh, thì ngày hôm nay thưa quý vị vẫn còn in đậm ở trong văn hóa, ở trong kịch nghệ, trong phim ảnh, và kể cả những cái di tích về địa lý, về địa dư ký, mà nếu chúng ta có dịp đi hành hương ở tại Ấn Độ mãi cho đến ngày hôm nay. Bây giờ thì thưa quý vị, trước khi qua một phần khác, chúng ta nói về Đức Phật là bậc đạo sư, thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính còn ở trước máy, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan thị chia sẻ với đại chúng một đôi điều. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại để thỉnh Thư Cầu Thầy Siêu có một vài lời nói về Đức Phật là bậc đạo sư, tức là một nhà giáo dục, một bậc thầy. Và ở trong cái tư cách một bậc đạo sư, Đức Phật Ngài đã muốn chúng ta, những người con của Ngài, đi theo con đường của Ngài như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe lời Thư Cầu Thầy Siêu trong giây lát. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính, không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dường như Đại Pháp Tính không nghe được. Sư Nguyên Thông có còn ở trước máy không? Dạ. Yeah. Sư Nguyên Thông, thường thường thì người Phật tử đi chùa nghĩ về Đức Phật là một đấng thiêng liêng, là một cái hình ảnh cao vời mà chúng ta thờ phượng tín ngưỡng. Nhưng mà khi Sư Nguyên Thông đặt chân đến Ấn Độ, khi đi hành hương và nhìn lại những di tích hoặc là những nơi đại thánh tích, hay là những di tích hoặc lớn hoặc nhỏ mà liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, thì Sư Nguyên Thông có thể chia sẻ rằng một chuyến đi hành hương như vậy và một cái trải nghiệm mà chúng ta về lại những nơi di tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, cho chúng ta những cái cảm nhận gì từ cái nhìn cá nhân của sư? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ, xin thuật lại những điều mà con mắt thấy tai nghe do được cái duyên là đi Ấn Độ với lại sư phụ, và sư phụ đã giảng dạy cho con tỉ mỉ từ chi tiết.
Quả thật phải nói là khi mà con đi với sư phụ đó, là con là cái người hỏi sư phụ không biết là bao nhiêu ngàn câu hỏi. Và do nhờ câu hỏi như vậy đó, thì ra con mới được mở rộng cái tầm nhìn của mình, hiểu rõ một phần nào về Đức Thế Tôn của chúng ta. Từ khi mà đản sanh mà cho chỗ ở bên Nepal đó, rồi lúc đó mà những cái đường đi đó là sư phụ đã giảng giải cho là do người Nhật đã liên hệ với là nước Thế Ban thế nào và đã làm lại cho con đường mà chúng ta đi bằng phẳng, mà để lại những cái dấu tích mà sư phụ đã giảng giải cho con. Cái chỗ này là cái chỗ mà vua A Dục là Asuka đã để lại cái trụ cột mà ở dưới đó. Ở dưới đó thì mà mình thấy là con thì con không thấy được, bởi vì sư phụ kể lại cho, còn chỗ đó nó rào lại. Vì mình đi gần cái chỗ đó thì vào khoảng chừng thước, hai thước thôi. Thì chỗ đó sư phụ có giảng dạy là chỗ này, this is the place where the Buddha was born. Nơi đây là nơi mà Thế Tôn đã được sanh ra ở chỗ này. Và những cái chỗ khác mà sư phụ đã giảng dạy cho con từng giây phút, cũng như là những điều mà sư phụ đã kể nãy giờ ở trong room này, là những điều mà sư phụ đã dẫn con đi, là mắt thấy, tai nghe và chứng kiến những cái điều đó mà sư phụ đã nói với ông tướng mà Cunningham là một cái diệu kỳ. Tất cả những sự việc đó thì sau bao nhiêu ngàn năm, thì hai ngàn mấy trăm năm đó, thì đã dường như đã vùi lấp trong cái sự mà thay đổi của cái cuộc sống. Nhưng mà nhờ có ông Cunningham như thế nào đó, rồi ông thấy lại, rồi do những cái tài liệu còn để lại của vua A Dục và của ngài Huyền Trang, mà ông Cunningham đã ghi lại cái điều đó. Và cái điều lạ kỳ là những cái quan sát của ngài Huyền Trang, thí dụ như cái chỗ này cách chỗ kia bao nhiêu về hướng nào, thì quả thật là giống hệt như là những cái điều mà thực tế mà ông Cunningham đã khám phá ra, mà bây giờ chúng ta đều thấy như vậy. Mà tất cả những điều đó đã ghi lên trong cái những sự ghi lại của ngài Asuka đại đế và ngài Huyền Trang. Thì như vậy, kính thưa sư phụ, là chúng ta phải công nhận rằng những người có mặt trong room này cảm thấy thật là hạnh phúc, là chúng ta đã được một vị Thế Tôn, mà dầu cho bây giờ chúng ta đã xa cách ngài hơn là 2563 năm đó, mà những cái điều đó đến bây giờ đây nó vẫn còn như trước mắt của chúng ta. Khi mà chúng ta đi qua bên Ấn Độ và những cái tam tạng kinh mà do ngài Mahakasapa đã trùng truyền lại, do ngài A Nan kể về kinh, và ngài một người thì kể về kinh, một người kể về luật, và dưới sự hỏi han của ngài Mahakasapa, là chúng ta hiện tại vừa có tam tạng kinh điển đầy đủ tất cả những điều mà xưa kia Thế Tôn đã giảng dạy lại. Thành ra rất là may mắn cho chúng ta có mặt trong cái room này để mà được ôn tập lại hàng ngày những lời dạy của Đức Phật, và nhất là ngày hôm nay, để chúng ta thấy rõ ràng Thế Tôn là một vị Phật lịch sử, chứ không phải là một vị Phật tưởng tượng. Trên gian này có một vị Phật tưởng tượng mà chúng ta biết là Phật A Di Đà, cái ông đó là không có exist, cái người đó không có xuất hiện trên trần gian này, một sự tưởng tượng. Và những người như là Duy Ma Cật hay là Đại Thế Chí hay Văn Thù Sĩ Lợi, thì những đó đều là những người đó trong kinh đi không có những mặt của người đó. Mà theo con hiểu biết thì những người mà tôn túc mà vĩ đại của bên Bắc Tông họ đều hiểu rõ cái điều đó, nhưng mà nếu mà nói ra như vậy thì họ mất cái position của họ. Thành ra như thế nào thì cái điều đó cũng là một sự đáng tiếc cho đa số những người mà không có ở trong Phật giáo nguyên thủy mà được tiếp xúc với là sư bá và sư phụ, là bởi vì sư bá và sư phụ dường như là có một cái phước báo vô cùng đã gặp được ngài Tịnh Sử. Ngài Tịnh Sử dưới con mắt của con, dưới là sư trưởng,
sư phụ giác thị con không có được gặp mặt, nhưng mà như sư phụ biết là có một lần sư phụ nói chuyện sư phụ giác chánh, rằng sư phụ biết con chưa gặp ngài, sư phụ giao điện thoại cho con để con chào hỏi ngài và thấy được cái dáng ngài khi mà ngài hết bệnh, ngài nói chuyện đó. Thành ra con cũng rất vui mừng. Thành ra chính sư phụ và sư bá là những người mà được truyền thừa từ những người mà có cái sự hiểu biết chính xác về giáo pháp của Thế Tôn truyền lại dạy. Và do đó thì con là một người có thể nói là một trong những người được may mắn được sống chung với sư phụ cũng 5-6 năm và được sư phụ chỉ dạy, dẫn đi và dạy dỗ. Cho nên con có thể nói rằng trong room này tất cả mọi người đều rất hạnh phúc đã được sư phụ thuật lại, kể lại về cái lịch sử của Đức Phật, những điều ngài làm. Và chúng ta rất là hạnh phúc là thấy rằng chúng ta có một vị đạo sư mà có thể nói vĩ đại nhất trên trần gian này. Từ xưa đến nay thì ngài là một trong những người vĩ đại nhất, tức là những vị chánh biến tri đều tài ba ngang nhau, như nhau. Mà những vị chánh biến tri này xuất hiện trên trần gian này không phải là dễ dàng, từ 5 tỷ năm đến 10 tỷ năm và hơn nữa. Bởi vì cái thời gian mà khi mà một cái vị thí dụ như Thế Tôn mất cách đây là đi Niết Bàn, Niết cách đây là 2563 năm, thì là cái thời điểm mà bây giờ chúng ta còn thấy còn biết được. Cho đến khi nào trên trần gian này không còn dấu tích của kinh sách, không còn dấu tích của chùa, mà ngay cả chữ Buddha hay chữ Phật cũng không còn có mặt trên trần gian này nữa, thì cái thời gian là 5 tỷ năm hay 10 tỷ năm trở lên mới có một vị Phật khác xuất hiện trên trần gian này. Mà kính thưa sư phụ đã giảng dạy cho con là trái đất mà chúng ta đang ở đây thì có khả năng chứa được 5 vị chánh biến tri, mà Đức Phật Thích Ca là vị thứ tư, và một vị mê tri giá là sắp đến nữa, thì cũng phải vẫn dài tỷ năm nữa, mà không biết là bao nhiêu tỷ năm, 5 tỷ năm hay 10 tỷ năm chúng ta không biết đó. Mà có những trái đất mà không có một vị Phật nào nữa đó. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta nói ra cái ngày từ cái ngày Dipankara, mà Thế Tôn Dipankara là một Đức Phật mà còn lịch sử mà chúng ta còn biết được đó, thì từ đó đến nay là 28 vị Phật, mà Đức Phật Thích Ca là vị thứ 28. Mà khi mà chúng ta đọc cái kinh mà bà Sambuddha đó, thì là cộng chung lại đó thì hơn 3.300 vị chánh biến tri. Thì mỗi vị chánh biến tri mà cách nhau, mà nếu mà nói trung bình từ 10 tỷ năm là 3.300 vị chánh biến tri, thì không biết bao nhiêu là tỷ năm, mà những người đó không có lịch sử nữa, là tại vì quá xa không còn biết, chỉ cần từ ngày đi băng cá rá trở lại đây thôi đó. Thì ra như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là may mắn mà bây giờ được nghe lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã như thế này. Thì con nói ra đây là để là tuân lệnh sư phụ nói ra, nhưng mà để cho tất cả chư vị Phật tử có mặt trong room này tin tưởng và năng nổ để mà cố gắng tu hành và thể theo lời sư bá ngày qua giảng dạy là làm thế nào để chúng ta mỗi lần mà tái hiện trên trần gian này làm người thì nhớ lại những cái cuộc đời tu hành của chúng ta và nguyện như thế nào để luôn luôn được gặp chánh pháp, luôn luôn được gặp những vị thiện trí thức như là sư phụ sư bá và những tỳ kheo trung trung này để tiếp tục tu hành. Là bởi vì chúng ta không thể nào một mình mà thành tu hành đắc đạo được. Không phải là một người mà không có thầy mà đắc đạo được như là vị chánh biến tri hay là vị Phật độc giác. Chúng ta có thể là được là thành đạo qua con đường thanh văn giác. Mà hết thanh văn giác thì phải có một người mà dạy cho chúng ta chỉ cái chỗ thiếu. Chỉ cái missing link là cái chỗ mà chúng ta thiếu sót đó để mà giác ngộ đó, thì Đức Phật sẽ chỉ cái chỗ đó. Đó, thành ra như vậy mới giác ngộ được. Cho nên là chúng ta còn phải siêng năng tu hành, và mỗi lần mà tu hành
làm được một thiện nghiệp nào đó thì phải nguyện là đời đời kiếp kiếp được sống trong giáo pháp của chư Phật đó, và sẽ gặp được vị thiện trí thức để mà chỉ bảo, chỉ dạy cho chúng ta tu hành, để một thời gian nào cái parami của chúng ta đầy đủ thì sẽ Đức Phật ra đời, thì chúng ta gặp dịp đó để mà chúng ta tu hành được, chứ không có thể nào mà nói là chúng ta có khả năng tự mình mà giác ngộ được cái chuyện đó, là không phải không có, nhưng mà khó khăn. Không phải là một vị Phật toàn giác hay là một vị độc giác Phật thì dễ dàng, mà thanh văn Phật thì chúng ta cũng mơ ước được đó. Còn những người nào mà có cái mơ ước là độc giác Phật thì gia vị Phật toàn giác thì con cũng xa thú cho những vị đó. Thiệt nói rằng để trở thành một vị Phật thì không phải một người mà là những cái phiền não đầy mình từ bao nhiêu kiếp mà muốn rửa sạch hết đó mà để trở thành một vị Phật thì không phải là một chuyện tu một kiếp là thành đạo, hay là 100 kiếp hay là 1000 kiếp hay là 5000 kiếp hơn triệu kiếp mà thành Phật. Mà nếu mà chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đi con đường bằng trí tuệ và phải 20 A Tăng Tỳ Kiếp, mà một A Tăng Tỳ Kiếp đó thì trong kinh sách giảng giải là 1 và 140 con số zero. Vì sao? Thì làm sao mà biết là một A Tăng Tỳ Kiếp là bao nhiêu năm tháng? Thì chúng ta thấy là rất ư là khó khăn. Vì vậy cho nên cái nguyện vọng của tất cả những vị chân tử có mặt trong lúc này đó là rất là dũng mãnh. Là vì sao? Là hằng ngày con vẫn nhìn thấy những gương mặt thân thương kính trọng ở trong room này đó. Thành ra quý vị đã có cái cương quyết, cái sự mà nỗ lực như vậy thì con hy vọng và con cầu chúc cho chúng ta đời đời kiếp kiếp vẫn phải là được mà tinh tấn như thế này, cho đến khi mà chúng ta giác ngộ thì lúc đó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì cái điều đó thì con với cái sự mà cái nguyện lực của chư vị có mặt trong lúc này thì con hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật đạo trong một ngày, một tương lai, hy vọng là gần đây hay là xa bờ gì, nhưng mà chắc chắn là chúng ta nếu mà vẫn còn giữ cái nguyện đó trong tâm của chúng ta, mỗi lần mà chúng ta làm được một thiện nghiệp gì chúng ta sẽ nguyện cầu là như vậy. Con cũng xin trình với sư phụ, dầu rằng con trở về nhà nhưng mà hàng ngày suốt sáng đến chiều tối đều có tụng kinh đầy đủ, và con không biết là khi nào mà sư phụ thấy con có thể về chùa được, xin sư phụ cho con biết, hay là gửi vé máy bay cho con, mà bởi vì con không biết ngày nào thì sư phụ gửi cho con, thì con khi mà con trở về giờ chùa để giữ lễ Phật đản hay là mấy cái lễ lớn gì đó, rồi ở dưới ở chùa một vài tháng gì đó, rồi sau đó thì con sẽ trở về nhà. Tại vì bây giờ ở nhà con bây giờ chỉ có một người thôi, thành ra là cô đơn, thành ra con cũng suy nghĩ nhiều. Thành ra có nhiều lần con muốn trở lại chùa, về chùa luôn, nhưng mà nghĩ thấy là để cho một người ở nhà mà không có cái người nào, mấy đứa con của con thì nó không có ở nhà, thành ra làm cho điều đó con cũng suy nghĩ. Nhưng mà đi đến đâu hay đến đó mà con hy vọng là ở chùa hay ở nhà, dù sao đi nữa thì cái sự tu hành của con không có thối chuyển. Thì con hy vọng là có một cái ngày đẹp trời nào đó sư phụ sẽ cho con biết là con sẽ về chùa ở lại với sư phụ một cái thời gian, hay là cho đến khi mà con bỏ thân trên xa trên trần gian này, ở chùa thì cũng càng tốt, thưa sư phụ. Xin mọi việc xin sư phụ định đoạt để giúp đỡ cho con. Con sẽ tuân lệnh sư phụ theo lời chỉ dạy của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được trao cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con muốn học và tất cả đạo tràng cũng muốn học. Con thỉnh mời sư phụ trở lá mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Xin trường sư Minh Thông. Bạch sư tọa thầy sư, không biết sư tọa có mặt ở trước máy không? Nếu mà sư tọa thầy sư nghe được kính thỉnh, sư tọa hoan hỷ trở lại
ở trong gì đó. Và một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Từ Siêu, dạ vâng. Và Thượng tọa Từ Siêu, chúng ta có nhiều điều để suy nghĩ về Đức Phật ở trong mùa khánh đản này. Nhưng mà một ở trong những điều mà muốn thỉnh Thượng tọa chia sẻ với đại chúng ở đây, đó là hình ảnh của Đức Phật là một bậc đạo sư. Chúng ta được nghe là thiên nhân chi đạo sư, hay là đấng thiên nhân sư là bậc thầy của trời người. Khi mà nghĩ về Đức Phật là một bậc đạo sư, là một bậc thầy đó, thì điều đó có một ý nghĩa như thế nào? Và tại sao điều đó là một điều mà rất cần để chúng ta chiêm nghiệm? Bởi vì ở những giáo chủ của các tôn giáo khác, thí dụ như Chúa Giê-xu thì được gọi là Christ hay là Christ, tức là đấng được sức dầu hay đấng được lựa chọn. Hay có nhiều vị xem vị giáo chủ là một hiện thân của Thượng Đế, vân vân. Nhưng mà riêng về Đức Phật thì đối với chúng ta, Ngài là bậc đạo sư, một bậc thầy. Thì điều đó mang ý nghĩa gì? Xin kính thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn Thượng tọa. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính bạch chư tổng đức, kính thưa quý vị, về ý nghĩa Đức Phật là vị đạo sư, chữ sát tha ở đây có nghĩa là vị thầy. Mà một vị thầy tức là người dạy dỗ, cho biết những cái điều hay lẽ phải, cái điều cần phải làm và điều không cần phải làm, không nên làm. Đức Phật đối với chúng ta chỉ Ngài là một vị thầy. Và Đức Phật Ngài là vị thầy, do đó Ngài không phải là một người được mặc khải của Thượng Đế xuống trần gian. Vâng vâng. Mà Ngài chỉ là người dám nghĩ dám làm, từ khi mà Ngài còn là một vị thái tử, là một vị Bồ Tát, Ngài đến đi dạo quanh thành, cách thì lớp về. Và Ngài đã chứng kiến cuộc sống thực tế, cuộc sống khổ đau của con người, do già, bệnh, chết. Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngục, bỏ thế nhi để đi xuất gia tầm chân lý.
thì Ngài đã đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác. Sau lời thỉnh nguyện của Phạm Thiên Sampati, Đức Thế Tôn đã tuyên bố cánh cửa bất tử rộng như ai có tai muốn nghe. Hãy đến và thực hành theo giáo pháp này để chấm dứt sự khổ đau. Và Ngài bắt đầu chuyển pháp luân, Ngài thuyết pháp, độ năm thầy Kiều Trần Như, chứng quả Tôn Đồ Quần. Rồi sau đó Ngài thuyết về bài kinh Vô Ngã Tướng, tâm của năm vị Kiều Trần Như được thoát khỏi các lậu hoặc. Ngài là vị đạo sư và Ngài tuyên bố rằng Như Lai xuất hiện ở đời để khai mở một cái đạo lộ giải thoát cho chúng sanh. Và Ngài chỉ tuyên bố rằng Như Lai là người giảng dạy và sự nỗ lực phải do chính các ngươi. Akhata Rotatha Gata Tâm Hê Hí Thí Chân Phật. Ngài là vị đạo sư bởi vì Ngài chỉ dạy cho chúng sanh về pháp nên hành và không nên hành. Ngài là vị đạo sư bởi vì Ngài chỉ cho chúng sanh biết cái con đường nào đi đến cõi an vui sau khi mệnh chung và con đường nào đưa đến niết bàn, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Đức Thế Tôn là vị đạo sư vì trong suốt 45 năm hoằng pháp kể từ khi Đức Thế Tôn Ngài, từ khi Ngài thành đạo cho đến khi niết bàn, trong suốt thời gian đó Ngài làm tròn cái phần sự của một vị thầy. Bút Bình Hê Bình Đa Ba Tô, buổi sáng thì Ngài đi khất thực, Sa Dân Hê Thăm Ba Đê Sa Năng, buổi chiều thì Ngài thuyết pháp cho cư sĩ Bà Đô Sê Phí Cô Ô Hoa Đăng,
buổi tối thì Ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo đệ tử xuất gia Atharate Devapanhana, nửa đêm thì Ngài trả lời những câu, trả lời cho các vị chư thiên với những cái câu vấn đạo. Và lúc rạng sáng chú xe quá cho thì thấp và thấp bình lô cả năng rạng sáng thì Ngài dùng Phật nhãn để quan sát tìm thấy chúng sanh nào hữu duyên nên tới độ, tức là có khả năng giác ngộ trong ngày hôm đó, thì Ngài đi phát thực đến đấy để Ngài tiếp độ. Trong suốt 45 năm hoằng pháp không mệt mỏi, Ngài đi từ chỗ này sang, đi đến chỗ khác, từ thành thị đến thôn quê, Ngài thuyết pháp độ cho tất cả mọi người, chư thiên và nhân loại. Từ những hàng vua chúa và la môn gia chủ cho đến những hạng cùng đinh ở giai cấp thấp nhất trong xã hội, người nào mà hữu duyên thì Ngài đều thuyết pháp, Ngài độ cho họ, Ngài giúp cho họ hiểu và thực hành. Cho nên Ngài được gọi là cái vị đạo sư sắc thái. Là vị đạo sư vì Ngài không phải là một vị thần linh, không phải là một vị thượng đế, không phải là một vị toàn năng sáng tạo chủ, không phải Ngài xuất hiện ở đời để cho chúng sanh lễ bái cúng dường thờ phụng Ngài, mà Ngài xuất hiện ở đời vì lợi ích cho chúng sanh chư thiên và loài người. Ngài thuyết pháp để họ nghe, hiểu và thực hành theo, đi đến cái sự giải thoát. Thường thường ở trong những bài kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn hay nói cái câu là những gì một vị đạo sư phải làm lợi ích cho hàng đệ tử thì Như Lai đã làm rồi. Kia là gốc cây, ngôi nhà trống, các ngươi hãy tinh tấn thiền định, chớ để hối tiếc sau này. Ngài thường hay nhắc nhở vậy. Ngài đã tuyên thuyết về giáo lý, Ngài đã chế lập những cái học giới để làm cái quy củ sinh hoạt ở trong tăng chúng, đem lại sự tốt đẹp cho tăng chúng hiện tại và sau khi Như Lai viên tịch. Và trong bây giờ Đức Thế Tôn sắp niết bàn thì Tôn giả A Nan Đà đã hỏi Đức Phật:
sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, chúng con sẽ chọn ai là vị đạo sư, tức là vị thầy. Thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng Hananda ni phitwe amante yogu ananda maya thambu chakvi ni yoga disto panyo panyato sogu pamacha ye cha sattha. Nè Ananda, pháp và luật nào Như Lai đã thuyết giảng, đã chế lập, chính pháp luật ấy là thầy, là đạo sư của các ngươi sau khi ta diệt độ? Khi Ngài còn hiện tiền thì chính Ngài thuyết pháp, Ngài dạy dỗ. Nhưng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì những lời dạy đó phải được xem là vị thầy. Khi Ngài dạy đệ tử, Ngài không có giấu giếm. Ngài không có nắm giữ những gì mà Ngài đã giác ngộ, Ngài trình bày ra đó, Ngài thuyết giảng ra đó. Ai có niềm tin, có cái sự tinh tấn thực hành theo lời dạy đó thì tự họ sẽ thoát khỏi sự khổ đau. Ngài thường nhắc nhở như vậy. Cho nên nói tóm lại, Đức Phật là vị đạo sư, là vì Ngài xuất hiện ở đời, Ngài tìm ra cái con đường giải thoát, và Ngài dạy dỗ cho chúng sanh về con đường ấy. Ngài là vị đạo sư là bởi vì Ngài tận tụy với cái việc giáo hóa chúng sanh. Ngài làm năm phận sự vô thần tính chất trong suốt 45 năm hoằng pháp, không có bị gián đoạn. Cho nên Ngài là vị đạo sư, là vị thầy. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái đề tài nhỏ là Đức Phật là vị đạo, là bậc đạo sư. Bây giờ chúng ta còn một cái đề tài cuối cùng, là Đức Phật là đấng từ phụ. Ý nghĩa này xin được cung thỉnh thượng tọa Giới Đẳng Quang Hỷ trình bày cái phần cuốn vì lễ cho hội, cho đại chúng. Xin cung thỉnh thượng tọa. Sa thủ kính chừng từ đọc thời siêu. Thưa quý vị, ở trong cuộc đời của chúng ta có lẽ là để chúng ta nói đến sự quan hệ giữa con người với con người thì điều cao đẹp nhất mà chúng ta dễ cảm nhận nhất đó là ân tình. Khi nói đến ân tình là chúng ta nói đến một người nào đó
đã làm cho chúng ta điều gì có giá trị lớn, có ý nghĩa lớn, và đã làm điều đó bằng cái tình thương chân thành, tình thương sâu xa. Và hầu như trong ngôn ngữ của loài người thì thưa quý vị, có lẽ gọi là ân tình, mà ở cái mức độ mà đúng nghĩa nhất đó là ân cha nghĩa mẹ. Chúng ta gọi là những đấng nghiêm thực. Thì trong trường hợp của Đức Phật, đối với chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta gọi Đức Phật là đấng từ phụ hay là đấng cha lành. Nói đến từ phụ và đấng cha lành ở đây, thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu ở cả hai cái ý nghĩa. Đó là một người cha chỉ thuần nghĩ đến lợi ích của con. Nhưng mà thêm một ý nghĩa khác là không bao giờ mong cầu hay là ràng buộc gì con hết. Đã nhiều ông cha và nhiều bà mẹ có mặt ở trong cuộc đời này, cho đi mà không đòi lại bao giờ. Chỉ có cho, chỉ có ban bố, nhưng mà chưa bao giờ có một mãi may kỳ vọng rằng những đứa con đó sẽ làm gì cho mình, kể cả cái chuyện làm đẹp mặt mình hay là vinh danh mình. Đọc ở trong kinh, và phải đọc rất nhiều chi tiết, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn không cần gì ở thế gian này cả. Bản thân của Ngài là một vị quân vương, từ bỏ ngai vàng. Bản thân của Ngài là một vị đại giáo chủ, được bao nhiêu là những vua chúa, những bậc trí thức, những người nổi danh, quy ngưỡng. Ngài không cần gì ở chúng ta hết, nói thẳng như vậy. Ngài không cần chúng ta phải theo Ngài, phải vinh danh Ngài. Nhưng mà những gì mà Đức Phật thuyết pháp đơn thuần là vì lòng thương tưởng của Ngài đối với tất cả chúng ta. Khi nào mà mình cảm nhận được tình thương của Ngài, và chúng ta hiểu rằng tại sao là đấng từ phụ, thì lúc đó thưa quý vị, chúng ta mới đến gần được một bước để có thể cảm nhận. Ở trong Trung Bộ Kinh có một đoạn kinh nói như vậy, là một khi mà chúng ta có sự khoan hỷ thì chúng ta mới tìm đến, mới thân cận. Rồi mới thân cận thì mới lắng nghe. Lắng nghe thì chúng ta mới có cái cơ hội để, có cơ duyên để lãnh hội. Nếu không có những thứ đó thì chúng ta không bao giờ có. Như câu nói người ta nói là vô tri thì bất ngộ. Thế thì rõ ràng là ngay cả một người sinh ra trong một gia đình Phật tử có quy y Tam Bảo, một người mà có pháp danh nhận mình là Phật tử, nhưng mà ngay trong nội tâm của chúng ta chưa có được sự kính mộ thật sự đối với bậc đạo sư, đối với Đức Phật. Đối với chúng ta, Đức Phật là một ngẫu tượng không hơn không kém. Người ta thờ Phật thì mình cũng thỉnh tượng về thờ. Người ta gọi là Phật tử thì mình cũng có pháp danh. Nhưng mà một câu hỏi mà tất cả chúng ta đặt ở trong lòng là chúng ta thương Đức Phật bao nhiêu? Chúng ta quý Đức Phật bao nhiêu? Và chúng ta có thực sự khoan hỷ khi đến gần với Đức Phật không? Trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, đã có rất nhiều lần chúng tôi đưa những người về những nơi có liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, và chúng tôi có thể cảm nhận một cách là rõ ràng, có những tha thiết, có những trông ngóng, có
có những mong mỏi được đến, được chạm, được đảnh lễ những nơi có liên hệ với cuộc đời của Đức Phật. Và dĩ nhiên có những con người dẫn dắt. Người Ấn Độ họ có câu nói như vậy là: những ai không biết nghiêng mình trước lẽ phải thì sớm muộn người đó cũng a tòng trước điều ác. Thì trong cuộc đời này, nếu chúng ta là một người sống mà đúng nghĩa của một người thiện đó, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta luôn luôn mang cái đặc tính là biết tán thán những bậc đáng tán thán và không tán thán những người không đáng tán thán. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là mình sống ở đời gặp những người mà họ luôn luôn ca ngợi những giá trị tầm thường, thì không thể nào người ta đạt đến cái chỗ cao quý được hết. Một người muốn đạt đến cái chỗ giá trị cao quý thì người đó phải có mắt, phải biết gạn lọc, phải biết lựa chọn, phải biết trân trọng và biết cái gì giá trị thật và giá trị giả. Mà nếu chúng ta không có được điều đó thì làm sao mà chúng ta đến được cái giá trị chân thật? Tại vì vậy có lẽ là một ở trong những điểm hết sức là tế nhị của chúng ta là người con Phật, không phải chỉ nhận mình là Phật tử mà chúng ta cảm nhận Đức Phật như thế nào. Và ở đây thì chúng ta nhắc lại điều hồi nãy, đó là ở trong Luân Hồi Kinh nói khi chúng ta có cái sự hoan hỷ mến mộ thì chúng ta đến gần, đến gần thì mới có thể lắng nghe, và có lắng nghe thì chúng ta mới có cái cơ duyên để lãnh hội được. Như vậy thì cái quan hệ giữa chúng ta và bậc đạo sư, chúng ta và Đức Phật luôn luôn là một ở trong những điều kiện để cho chúng ta thấy rằng chúng ta gần Phật hay là xa Phật. Thế gần Phật hay xa Phật ở đây không đơn giản là chúng ta sanh cách Đức Phật bao nhiêu thế kỷ, hay là ở trong nhà chúng ta có thờ Phật hay không. Nhưng mà gần Phật và xa Phật ở tại đây là cho thấy rằng những lời dạy của Đức Phật, cuộc đời của Ngài có một chỗ đứng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, ở trong lòng của chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ nghe Đức Phật như là nghe những gì để giải khuây, nghe những gì cho vui, nghe những gì để cho cuộc sống bớt buồn chán đi, thì đó là một câu chuyện khác. Nhưng một ngày nào đó chúng ta thấy rằng Đức Phật thật sự quan trọng đối với chính mình trên cả hai phương diện, tình cảm và lý trí, thì thú vị chúng ta đến gần Đức Phật rất nhiều. Trên phương diện tình cảm đó, thì chúng thấy Đức Phật là một người cha của mình, một người đã thương những đứa con của Ngài mà không bao giờ nghĩ rằng Ngài cần cái gì ở chính chúng ta hết. Ngài không cần chúng ta phải thờ phượng, phải cúng bái, phải tôn vinh Ngài. Ngài đến và đi giữa cuộc đời này, Ngài không hoàn toàn có cái gì tha thiết ở giữa cuộc đời này. Nhưng mà có cái gì đó mà Ngài đã làm được thì Ngài làm thuần vì lòng đại bi, vì sự thương tất cả chúng ta thôi. Đơn giản như vậy. Như vậy trong mùa khánh đản có lẽ là một cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta tự đặt một câu hỏi là Đức Phật ở trong lòng của chúng ta như thế nào? Và chúng ta đối với Đức Phật như thế nào? Chúng ta có thực sự tha thiết để được hiểu, để được lắng nghe những lời Phật dạy. Và chúng ta có thấy rằng là những lời Đức Phật dạy có một cái ảnh hưởng lớn đối với đời sống của chúng ta không? Thứ vị ngày hôm nay đó, nếu chúng ta nhìn toàn thế giới này, mặc dù đó đây có những hình ảnh rất là mờ nhạt về Đức Phật, nhưng mà qua hình ảnh mờ nhạt đó, chúng ta có thể cảm nhận được cái giá trị vĩ đại. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Chúng tôi đến những cái tiệm cửa hàng bách hóa của Mỹ như là Target hay là Walmart, họ bán rất là nhiều những tranh tượng để trang trí trong nhà. Có một điều cũng tương đối rất là lạ là người ta không dùng những cái cây thánh giá hay là những cái biểu tượng các tôn giáo khác để họ bán như vậy, mà họ bán rất nhiều những tượng Phật. Thật ra ở Mỹ thỉnh thoảng chúng tôi có tìm được những pho tượng Phật rất đẹp, nhưng mà không phải là từ các ngôi chùa hay là từ
những cái tỉnh Bắc Phật cũ hay là tỉnh các ngôi Phật giáo, Phật giáo, nhưng mà ở ngoài chợ của Mỹ, những nơi mà họ bán rất là tình cờ để người ta trang trí. Và nhiều người Phật tử xem đó là một chuyện phản cảm, tượng Phật không thể đem trang trí được. Nhưng mà chúng ta nhìn từ một góc cạnh khác đó, thì chúng ta thấy rằng tại sao có những tượng Phật mặc dù họ không phải Phật tử, bởi vì từ bao giờ Đức Phật đã là một biểu tượng của sự minh triết, Đức Phật đã là biểu tượng của lòng từ bi, Đức Phật là một biểu tượng của sự thanh thản, của sự an tịnh nội tại. Có nhiều người Tây phương đó, họ cảm thấy có cái gì vô cùng đặc biệt ở trong cái tư thế tượng Phật ngồi kiết già, hai tay đan lại ở trong thế thiền định, và họ tìm ở đó như một cái thông điệp rất là cao quý giữa cuộc đời đầy tranh danh đoạt lợi này. Mặc dù họ biết rất ít về Đức Phật, họ chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh của một vị Phật ngồi thiền thôi, và những lời dạy của Đức Phật về từ bi, những lời dạy của Đức Phật về sống với sự thật, những lời dạy của Đức Phật về sự sống hướng vào thân tâm của mình thay quá vọng ngoại, những điều đó có những cái âm ba vang rất xa, giống như tiếng chuông chùa. Có một lần chúng tôi nghe một thầy ở Âu Châu nói rằng cái tiếng chuông nhà thờ khác với tiếng chuông chùa. Chúng tôi hỏi khác thế nào thì thầy nói rằng tiếng chuông nhà thờ thì dục dã, vang rền, nhưng mà tiếng chuông không đi không xa. Tiếng chuông chùa thì trầm lắng nhưng mà rất nhẹ nhàng và vang đi ngưng rất xa. Thì đó là cảm tưởng của một vị thầy sống ở giữa xã hội Âu Châu. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn chia sẻ rằng điều đó, đó nó một phần nào nói lên cái triết lý của Đạo Phật và nói giá trị của lời dạy Đức Phật. Thật sự mà nói thì Đạo Phật đã đi vào trong lòng người ở trong cái tư cách rất là trầm lắng, như tiếng chuông chùa ngân vang xa và có sự nhẹ nhàng. Nhưng trong sự nhẹ nhàng đó, những ai có lắng tâm, những ai có sống ở trong một cảm thức yên lặng thì có thể cảm nhận được những điều rất đẹp. Thật ra thì mặc dù trong một xã hội, trong một cuộc sống ngày nay, chúng ta đa đoan vật vã với rất nhiều thứ, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy chúng ta mất hết tất cả niềm hy vọng. Vẫn còn có những thông điệp rất đẹp, những hình ảnh rất đẹp. Thí dụ, một pho tượng Phật trang nghiêm mà chúng ta được cái phúc duyên thỉnh về nhà, và trong ngày rằm tháng tư mà mỗi người có thể dành những giây phút yên lặng để trang trí hương hoa, để thắp một nén hương và có thể ngồi một cách trầm lặng trước tượng Phật và đảnh lễ Đức Phật, và nhớ rằng chúng ta là con Phật, Đức Phật là bậc từ phụ của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin thay lời Thượng Tọa Thiện Siêu và tất cả chư tăng xin cầu chúc tất cả quý Phật tử một mùa khánh đản thật sự là lợi lạc, thật sự là nhiều phước báo, và xin cho những cái giá trị cao cả và tình thương từ lời dạy của Đức Phật, từ cuộc đời của Đức Phật sẽ là sức mạnh cho tất cả chúng ta vượt qua những khủng hoảng nội tại ở trong mùa đại dịch này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều hợp chương trình lễ tam hợp ngày hôm nay. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều gặp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành,
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng trùm. Trong vài giây tới, kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thượng lệ. Nam Mô Buddha. Dạ. Dạ, cảm ơn từng